Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Wanna move my feet. Wanna drink my wine.
đúng rồi dạ. Chị 13 chúng ta là cái cảm giác như thế nào khi gặp gỡ lại các bạn ngày hôm nay, đặc biệt là trong không khí này mà các bạn đã có thể cùng có mặt từ rất sớm để mong muốn gặp gỡ chúng ta? Thì hồi nãy Trang nói rồi á, hôm nay là Trang rất là vui khi mà hồi nãy xuất hiện ngay đó thì nhìn lên là thấy mọi người ở đây rất là đông. Không biết ở đây mọi người đã xem phim Chị 13 chưa ta? Mọi người hay. Thấy Chị 13 tét ngầu không? Thấy anh Đường Văn thả thính tét không? Mọi người có muốn gặp anh Đường Văn không? Không anh Đường Văn. Khi nào mốt đẹp, chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ có. Em hỏi nhau nhé. Đúng rồi. À, ủa gì vậy? Vậy là bây giờ mình giao lưu trước đúng không dạ? Xin được hỏi bạn nào vừa rồi có tín hiệu là muốn hỏi chị 13 chúng ta thì hãy đưa tín hiệu cách tay mình rồi. Một chàng trai ốc bèo. Bèo á? Em muốn hỏi là bao giờ em liền với em rồi? Sao tự nhiên chị người ba đứng hình vậy? Nói về cái câu hỏi và câu trả lời này thì thật sự là không biết khi nào. Đúng rồi, ai nói lên nỗi niềm của tôi vậy? Đúng rồi, thì khó trả lời quá. Thật ra thì cũng đang muốn cho anh Điền có em, mà đặc biệt là em gái nữa, nhưng mà chưa đâu, chắc là phải vài năm nữa, tại vì chị còn trẻ, mới 16 thôi. Mình phải chơi cho đã, cho hết cái tuổi trẻ của mình luôn. Ủa sao cười dữ vậy Tim? Tự nhiên mắc cười. Đừng sỉ nhục tuổi tác người ta nha. Tại vì không ngờ là có người lớn hơn mình có tuổi. Dạ, cái tuổi hay sao? Vô phim đá. Nói chung là phải 2 năm nữa. 2 năm nữa là chị đủ 18 thì chị sẽ bắt đầu sinh em bé nha. Rồi, ok. Ở nhà là ba chị em vậy thôi đó. Dạ, đúng rồi, ba chị em. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Ủa, mình có nên tặng quà câu hỏi đó không chị 13? Có. Riêng em không tặng. Em lấy 30 cái nón rồi. Ở đâu cũng có xuất hiện, Destinito ở đâu cũng có xuất hiện và trả lời câu hỏi rồi lấy nón lấy quà hết. Vậy giờ chỉ có thiếu nụ hôn thôi. Cho ôm một cái. Yeah. Định lấy hôn gió mà cuối cùng đã được ôm luôn rồi. Wow. Giờ bên này có câu hỏi. Còn bên này rồi mời em. Em đó đúng không chị cô bác? Dạ. Em nói chay luôn rồi không cần biết luôn. Trong phim chị 13 có gặp chặt hay là khó khăn? Trong phim chị 13 thì trục trặc và khó khăn rất nhiều. Tại vì giống như là chị cũng đã từng chia sẻ là nói về cái đề tài xã hội này là một cái đề tài rất là khó và trên điện ảnh Việt Nam mình chưa có khai thác nhiều. Và làm sao để mà qua cái cục kiểm duyệt. Và mà khi mà qua cuộc kiểm duyệt thì mình phải làm sao mà bớt đi cái những cái mà trên YouTube mình có thể thỏa sức mình dí nhau rồi băng nhóm rồi đông thì tông rồi mình cảm thấy hoành tráng, nhưng mà trên điện ảnh thì mình không làm được điều đó. Mình khi mà mình làm điều đó là chắc chắn phim mình sẽ không được ra rạp, cho nên là mình phải tiết chế những cái đó. Mà khi tiết chế cái đó thì rất là sợ mất đi cái chất trong phim Chị 13. Tiên ơi, trong lúc mà mình nói chuyện đó, nói chuyện nhỏ không cần đi, mình nên tắt cái micro. Đúng rồi. Thì đó, cho nên đó là một cái bài toán rất khó.
cho ekip làm phim. Cái đó là cái điều khó khăn nhất, để mình cân đong đo đếm những cái tuần tí, những cái chi tiết làm sao để cho nó vừa ra là được mà không bị mất cái chất. Còn ai hỏi không dạ? Nè, cho bạn nó một món quà kìa. Đang hội ý với nhau vậy, ở trên này nhiều quà quá. Rồi, anh tặng bạn một cái nón, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Bạn tiếp theo luôn. Rồi, mời bạn. Cái này là nói thiệt nha. Tại vì lúc mà mời kẻm gai, lúc đầu viết kịch bản là vai kẻm gai rất nhiều. Và vai kẻm gai là một cái vai rất là quan trọng trong phim. Nhưng mà khi mà mời Tú trong cái dự án Chị 13, là cái khoảng thời gian đó là Tú đang đóng một cái dự án khác, là đang tham gia cái dự án, nhớ không lầm là Cô Là Vợ Bầu. À, đang tham gia cái dự án đó và không có thời gian để mà quay cái phim này. Mặc dù là rất là thân với lại bên Trang, bên Luật. Nhưng mà tại vì bên kia người ta đã ký hợp đồng rồi, mình cũng không thể ép người ta. Cho nên là thôi cứ cho Tú một cái vai nào nhỏ xuất hiện cho vui. Và Tú cũng rất thích cái vai nhân vật kẽm gai, rất thích luôn. Cho nên là Tú cũng nói là cho em đóng một vai nhỏ như vậy thôi là được rồi. Cho nên chính như vậy mà vai kẽm gai xuất hiện rất ít. Nhưng mà lúc đầu là vai kẽm gai là một cái nhân vật là then chốt để mà mở hết tất cả những cái trong cái phim Chị 13 luôn á. Nhưng mà cuối cùng mình phải sửa lại hết tất cả. Một món quà nào? MC không nhớ trách nhiệm của mình. Tại vì cái phim bản điện ảnh Chị 13 này là để là phần kết Thập Tâm Muội rồi. Thì chị nghĩ là nó là kết ngay đây là nó đẹp. Mở phần kết. Với lại chị thấy là bây giờ là cái nhất là những cái web drama mà về giang hồ rất nhiều. Và chị cũng muốn đổi một cái đề tài mới, một cái đề tài khác mà mình không có bị lặp đi lặp lại về một đề tài thôi. Cho nên chị muốn nó khác hẳn. Rồi mời em, chúc cho em luôn, chúc cho em luôn. Mời em trước đi. Em hỏi là cho cái quá trình mà diễn cái phim Thập Tâm Muội á, thì cái phần đoạn nào không nhận được? Phim Thập Tâm Muội ở phim Chị 13. Thập Tâm Muội là kênh YouTube phim Chị 13. Cái phân đoạn ấn tượng nhất trong Chị 13 hả? Là cái phân đoạn mà thực ra phân đoạn này chị cũng ấn tượng, nhưng mà cái phân đoạn mà để lại nhiều cái sự đau đớn và nước mắt và máu nhiều nhất là phân đoạn cảnh cuối, là cái phân đoạn chị với Phan Ngân đánh nhau, hai đứa đánh nhau. Thì phân đoạn đó chị nhớ là quay rất lâu, quay 36 tiếng không nghỉ, mà ra tới ngoài hiện trường mà mình phải tùy theo cái xét dựng của thiết kế như thế nào rồi mình mới tập cái bài để nó phù hợp với lại cái cảnh ngay đó nữa. Thì cái chị với Ban Vân đã tập trước, tập với Casper trước đó rồi, nhưng mà ra đó là đổi bài, cho nên là phải tập lại từ đầu, cho nên nó bị mất cái thời gian đó. Mà lúc đó là rất là tội nghiệp những anh quay phim, nhưng mà nói chung là tất cả ekip luôn, là người ta quay chung với mình ba mấy tiếng á, cho nên là vừa đang quay vậy chứ vừa nói cắt một cái là buông nói ra là ai cũng vậy luôn, nguyên một đoàn phim luôn là đều như vậy hết. Ngay cả bản thân chị với Ngân mà vừa cắt cái là nằm xuống. Mà cái cảnh mà khó nhất là cảnh mà đập cái cây. Mọi người thấy mà Ngân đập cái cây, đúng rồi, đập cái cây mà nó gãy cái cây để mà chị mới đánh cái cây cuối với Ngân á. Thì cảnh đó là khó nhất, mặc dù cái cây đó là mình đã cưa sẵn rồi. Chứ mà giờ đặt nguyên cây thì có vô chắc chết. Mặc dù là đã cưa sẵn rồi nha, nhưng mà đặt vô mà đâu phải đặt một lần. Quay thì hẳn là quay rất nhiều test, có khi là 10 test, mười mấy test là chuyện bình thường, là đặt cỡ mười mấy cây như vậy. Cho nên là nó rất là nó đau. Nó mặc dù mình lót ở trong và cây cưa sẵn luôn mà nó vẫn đau. Về là tai bầm hết. Ngay cả Phan Ngân, cái cây cuối cùng mà đánh Phan Ngân mà để Phan Ngân xỉu á, chị cũng dám đánh. Tại vì chị đánh chị sợ Ngân đau mà không dám đánh, cái thành ra mình không có lực, cái mình đánh cái bị nhẹ nhẹ, cái đạo diễn cũng cắt hoài.
tao cũng ngân có ăn của chị cũng mười mấy cây. Chính vì chị sợ nó đau mà càng ngày nó càng đau hơn, ăn mười mấy cây đau hơn. Cho nên nó nói là thôi chị cho em, chị ráng đánh em một lần cho đau. Chứ không thôi là cứ cắt hoài, quay tới sáng em đau lắm. Là cuối cùng là phải đánh một cây một để cho nó có cái lực của mình, cái sức của mình vô để mà nó dăng vô cái đó. Nói chung là cảnh đó là cảnh mà đau đớn và ấn tượng nhất của chị và Phan Ngôn. Một món quà nào. Chị cho em hỏi về cái phân đoạn mà nổ ô tô á. Cái thực chị có nhiều khó khăn trong cái phân đoạn đó, chị phải chia sẻ để cái khó khăn nhất là tiền nhiều em ạ. À. Cái khó khăn lớn nhất cho cái nổ xe đó là tiền rất nhiều. Và cái khó khăn thứ hai nữa là do thời tiết. Tại cái ngày đầu á là chuẩn bị set up đồ xong xuôi hết rồi, mình xin phép địa phương. Khi mà mình quay một cái địa điểm nào mình phải xin phép địa phương, rồi quay cháy nổ phải xin phép phòng cháy chữa cháy, rồi xe cứu hỏa đồ đến rất là đông để mà ta phòng ngừa lỡ mà có chuyện gì. Thì hôm đó là chuẩn bị hết rồi, mưa xong cái hả, mọi người chờ từ sáng cho tới chiều mà mưa tầm tã mưa hoài luôn, cái không quay được, cái phải ớt ngày đó mà mỗi ngày mà lên xét quay vậy là tốn tiền chi phí về máy móc rồi con người rồi tiền về địa điểm rồi tiền rồi xe cứu hỏa, nói chung là rất là nhiều, là cũng vài trăm triệu cho một ngày quay. Rồi cái qua mấy ngày sau quay lại cái cảnh đó thì cháy là cháy thiệt. Và ngay cái cảnh xe tải mà đụng vô xe là cái máy nằm ở trong chiếc xe hơi của anh hai thiệt, để mà mình bắt cái xe tải chạy vô. Mà lúc đó cũng sợ lắm, bắt cho anh ký cam kết là không, nếu có chuyện gì là phải đền máy á. Tại vì cái máy nằm trong chiếc xe mà chiếc xe tải đụng vô chiếc xe hơi thì cái máy lỡ chuyện gì là mình phải đền cái máy tỷ mấy 2 tỷ nữa. Mà lúc đó căng thẳng, nói trời ơi, quay mà cầu trời cầu Phật cho đừng bị gì, chứ nếu không là cũng mình phải đợi thêm tỷ. Cái dù hơi là cũng không bị gì, chiếc xe tải nó đụng vô không bị gì. Rồi khi mà kích cho chiếc xe kêu nổ á, Khương Ngọc nó rất ác với chị. Trong cái phim này thì thù nhất là Khương Ngọc. Nó rất ác tại vì cái xe nó nổ lên thì cái lửa nó rất nóng. Mà nó kêu chán, mày chạy lên gần đi chứ, đừng mà nói này, nóng chết, nó kêu chạy lên gần. Mình cái xe ngay đó mình đứng ở đây là mình nóng rồi, nó kêu mình chạy vô gần luôn mà nói này mày vô gần đi. Trời mà nóng lắm, cái lửa mọi người cứ tưởng tượng cái lửa nó đang cháy hừng hực mà khói đen mù mịt như vậy, mà mình chạy đứng ngay cái chỗ trong khi mọi người thấy cái khoảng cách nó cũng hơi xa mà đã nóng như vậy rồi. Mà Ngọc lúc đó kêu vô gần nữa, không gần nữa được đâu, mình lúc đó mình sợ xe nổ nữa, mặc dù rút xăng ra rồi nhưng mà cũng sợ lỡ mà có chuyện gì nổ xe nữa là mình đứng gần mình chết sao. Nói không đứng đây được. Cái cảnh đó là nó cũng có nhiều cái kỷ niệm. Một món quà nào. Hả? Không, mình phải kỹ xảo vẫn có, nhưng mà mình phải quay thiệt như vậy thì nó mới thật. Cái cảnh nếu mà mình vẽ hoàn toàn thì cái cảm giác mình coi thì mình sẽ thấy nó không thật. Nó còn phải cho nổ xong rồi mình về mình vẽ thêm thì nó sẽ thật. Còn nếu như mà mình không có làm nổ không gì hết mà mình chỉ vẽ thôi, cái lửa nó rất giả và nó sẽ không thiệt, coi nó không đẹp. Không muốn qua. Cái này bonus. Đầu tiên cái thập tâm muội á là vậy. Lúc mà chị quay cái tình người liên ma là lâu lắm rồi, rất lâu rồi. Khi vừa đang quay cái đó là anh Luật anh có nói với cô là cô ơi, sau cái này là mình làm một cái về đề tài xã hội đen Hồng Kông, dạng giống Hồng Kông. Thì tôi nói ok anh. Xong rồi cái bản đi, thời gian của là chị quá nhiều việc chị không có nhớ. Rồi anh Luật cũng vậy, bị cuốn theo cái một công việc làm bỏ ra hẳn đi, mấy năm sau mình không có để ý tới cái dự án đó luôn. Rồi tới một hôm là Hồ Việt Trung có mời chị trong cái nhân vật chị 13 ở trong cái trong cái ca nhạc giải cứu tiểu thư thì chị 13, nhưng mà cái chị 13 của đó là mọi người coi mọi người sẽ thấy là khác hẳn hoàn toàn với lại nhân vật là chị 13 của chị trong của Hồ Việt Trung, là chỉ là vui cái dạng như sàm sàm thôi.
Thì tại sao chị chọn cái đó? Là tại vì chị thấy có duyên với lại cái tên chị 13. Nếu mà mọi người biết Hoàng Phi thì mọi người sẽ biết Hoàng Phi rất là mê cái con số 13. Hoàng Phi rất mê số 13 và trên người là xăm hết những số 13 trên người. Thì chị chơi với Hoàng Phi rất thân. Chị chơi game chung với Hoàng Phi thì nói chết cha giờ không biết là đặt tên gì. Cái này thì bây giờ em 13 chị là chị kêu đặt là chị 13. Thì kêu chị 13, chị 13. Chị thằng 13 lúc đầu chị thằng 13. Nhưng mà sau cái đọc chạy chạy thành chị 13, chị 13 hồi nào cũng hay. Thì sau đó thì tới Hồ Việt Trung mời cái chị, cái cha, cái ba chị 13 đó. Thì chị nói ồ, tự nhiên mình thích, mình có cảm giác mình có duyên với cái tên chị 13. Cho nên mình mới nhận. Nhận cái đó xong là qua hồi năm 2018 thì anh Luật anh mới nói là thôi bây giờ mình cái dự án kia mình bỏ qua lâu quá rồi, giờ mình làm lại đi. Thì giờ có cái tên chị 13 em thích thì thôi cứ làm chị 13 đi, để cho mình phát triển luôn. Lúc đầu là cũng để cho chị 13 chứ không biết sao tự nhiên cái thành thập tam muội chị cũng biết nữa. Không biết tại sao nó là thành thập tam muội luôn. Chứ lúc đầu là chị nghĩ là chị 13. Một món quà duyên.